Xin chào, mỗi ngày học hỏi thêm một chút kiến thức và trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tập đoàn diệt chủng Pol Pot của Campuchia. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Để tìm hiểu về cuộc diệt chủng này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con người đứng đầu với dã tâm độc ác. Ông ta tên thật là Salosa, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1925. Vào năm 1962, tức ở tuổi 37, Salosa được bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng Công nhân Campuchia, sau này đổi tên thành Đảng Cộng sản Campuchia. Khi Salosa lên nắm quyền, thì Đảng Cộng sản ở Campuchia lúc bấy giờ chưa có nhiều ảnh hưởng về chính trị. Mãi cho tới năm 1970, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra là nguyên nhân đưa số phận đất nước Campuchia như rơi vào địa ngục. Nó chẳng khác gì cái ngày mà Hitler được nhập ngũ vào quân đội Đức và gây ra tội ác diệt chủng với người Do Thái. Thì ở Campuchia, chính là việc có một vị tướng tên là Lonot được Mỹ ủng hộ đã đứng lên lật đổ quốc vương Sihanouk để cướp ngôi và nắm quyền điều hành Campuchia. Biết rõ chính quyền mới có mối thù không đội trời chung với Đảng Cộng sản, quốc vương Sihanouk đã tìm đến Salosa để liên minh. Được làm chỗ dựa cho quốc vương, Đảng Cộng sản Campuchia, hay còn gọi là Khmer Đỏ, ngay lập tức được người dân cả nước biết đến và ủng hộ. Vào năm 1975, Khmer Đỏ và quốc vương nhanh chóng chiếm lại quyền kiểm soát đất nước, khiến chính phủ của Lonon sụp đổ, còn Lonon thì bỏ chạy sang Mỹ. Hí hửng vì đánh đuổi thành công Lonon, quốc vương Sihanouk tưởng rằng ông sẽ được khôi phục lại quyền lực. Nhưng không, Salosa đã không thích như vậy. Thay vào đó thì ông ta biến mình trở thành người quyền lực nhất Campuchia. Để thực hiện âm mưu của mình thì Salosa đã đổi tên thành Pol Pot, sau đó âm thầm tiêu diệt những đảng viên đã từng phục vụ cho hoàng gia để tiêu diệt vây cánh của quốc vương. Đồng thời tiêu diệt luôn những người cộng sản có quan hệ gần gũi với Cộng sản Việt Nam. Pol Pot đã phản bội lại người bạn Việt Nam. Sau khi trừ khử hết những mối nguy của mình, Pol Pot nghiễm nhiên trở thành người quyền lực nhất ở Campuchia. Còn quốc vương thì chỉ ngồi đó cho đầy đủ bàn bệ, chứ chẳng có tiếng nói, mà thực ra cũng chẳng dám nói gì. Với quyền lực trong tay, Pol Pot nung nấu trong lòng một tư tưởng, nếu khách quan mà nói thì nó cũng tốt, đó là gây dựng lại một đất nước Campuchia hùng mạnh, giống như kiểu đưa Campuchia great again. Kể ra thì cũng giống Hitler, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt quyền lực, cũng chỉ vì muốn đưa quốc gia của mình trở nên lớn mạnh. Thế nhưng thú vị là, cũng như Hitler, Pol Pot có cách làm chẳng giống ai, đó là ông suy nghĩ rằng, chỉ có người nông dân mới tạo ra của cải lương thực. Thế nên muốn Campuchia giàu mạnh thì phải biến đất nước này thành một đất nước nông nghiệp với ruộng vườn ở khắp mọi nơi. Khi ai ai cũng tạo ra lương thực của cải, không ăn chơi, không giải trí, chỉ có sống và làm việc thì chắc chắn Campuchia sẽ giàu lên rất nhanh. Thành phố à? Dân thành phố với mấy thứ dịch vụ vớ vẩn chỉ toàn ăn bám nông dân, cho nên Pol Pot quyết định đuổi hết dân thành phố với nông thôn làm ruộng. Mấy gã tri thức à? Bọn tri thức này chắc gì đã biết làm ruộng. Đặc biệt là mấy gã học hành bên Tây thì lại càng dốt, càng không biết cái lúa, mà có khi trong đầu chúng nó lại có tư tưởng phản động. Thôi, tiêu diệt hết cho đỡ tốn cơm, đỡ trả đất. Dạ thưa đại ca, còn mấy thằng đeo kính thì sao? Đeo kính trông có vẻ trí thức, mà trí thức thì không biết cày ruộng. Thôi, khử luôn đi cho gọn. Không chỉ nhắm đến dân thành thị và trí thức, Pol Pot cũng cho rằng các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo vừa dễ dàng tụ tập lôi kéo kích động, lại không có chung tư tưởng và đặc biệt là không chịu khó làm nông, nên tiêu diệt luôn cho gọn. Không những tiêu diệt mà con đội của Pol Pot còn áp bức với những người theo đạo theo cái cách mà không ai ngờ được, ví dụ như bắt người theo đạo Hồi phải ăn thịt lợn. Các dân tộc thiểu số như người Việt, người Hoa, người Chăm cũng trong danh sách không nên tồn tại. Thế nhưng không hiểu vì sao, sau này khi Khmer Đỏ bị đàn áp và chạy qua Trung Quốc thì chính quyền Trung Quốc đã dang rộng đôi tay chào đón và bảo vệ những kẻ độc ác vô nhân tính này. Chưa hết, người tàn tật, người già và bất kỳ ai mà Pol Pot nghĩ rằng không thể lao động, không thể làm việc thì đều bị trừ khử hết. Mà việc trừ khử cũng được thực hiện theo một cách gọi là đừng lãng phí dù chỉ một viên đạn khi không cần thiết. Cho nên thay vì bắn thì lính Pol Pot dùng búa, dùng cuốc xẻng và thậm chí là chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là cứ thế chôn mà thôi. Sống cũng chôn được mà chôn thì cũng chôn tập thể. Vậy nên sau này người ta đã tìm thấy tới hơn 20.000 cái mồ chôn tập thể như vậy. Thậm chí có những cánh đồng đất đai cực kỳ màu mỡ bởi thịt phân hủy. Khi chính sách của Pol Pot là sai lầm, nạn đói xảy ra, ông ta lại tiếp tục có một quyết định đi vào lòng đất, đó là từ chối tất cả viện trợ của quốc tế. Như vậy mà hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng vì lao động khổ sai và kiệt sức. Pol Pot đã nhẫn tâm ra tay với đồng bào mình, tạo ra một cuộc thanh lọc chỉ để lại những người khỏe mạnh, biết làm nông và không bao giờ biết chống đối. Từ năm 1975 đến năm 1978, một số lượng khủng khiếp lên tới 2,5 triệu người đã bị sát hại,
chiếm tới 1/3 dân số lúc bấy giờ của Campuchia. Có thể thấy, trên đời này hiếm có kẻ nào độc ác hơn Pol Pot, kể cả Thanos cũng không đủ tuổi. Dưới sự kêu gọi giúp đỡ từ mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và ngăn chặn sự quấy phá của Pol Pot ở biên giới, vì trong khoảng thời gian lên nắm quyền, Pol Pot đã nhiều lần cho quân cướp phá và sát hại quân đội và hàng nghìn người dân vô tội của Việt Nam. Vậy nên để chấm dứt tội ác này, cuối năm 1978, Việt Nam đã đưa quân sang giúp Campuchia đánh đuổi bọn Pol Pot, giành lại sự bình yên cho người dân nước này, và chế độ Pol Pot đã bị tiêu diệt. Hy vọng qua video này, các bạn đã nắm rõ về cuộc diệt chủng Pol Pot. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.